cái này là cái này là cái gì vậy? Hả? Ok, giờ tới hai chị em ở chơi nhà banh nè, nghe bà cô chú ơi, được chơi nhà banh. Cái đó đâu có hút được đâu con. Ê! Chưa, tao chưa có bật. Trời ơi, nó biết đó cả nhà. Nó biết. Nó biết bỏ banh vô đó là người ta nó hút lên đó. Người ta không có bật điện con, người ta không bật điện. Đó. Chơi banh bự nè, quá trời banh bự luôn nè. Nè nè. Trời. Cho chuột bỏ banh bự luôn nè, quá trời nè. Kìa cậu chị ba. Ừ ba nè. Đâu rồi, té nhào luôn. Ây. Làm gì đó trời ơi, đợi hai ba trái banh luôn. Chỗ đâu hả? À? Chỗ đâu hả? Chỗ có được đâu. Cái gì? Ôi trời ơi. Em té. Tao biết nó té, không dám ngồi nữa sợ. Ai à, vô đi. Trời ơi. Ôi dạ. Đâu có được này. Trời banh tôi nè, tôi đá lại nè. Nè, đá banh. Đá banh nè. Ừ. Mẹ ơi, con chạy con quá giật được. Quá giật đâu? Quá giật đâu? Miễn không mặn. Rồi trời, dám chỉ tôi là con quá giật á hả? Chuột nó chỉ mẹ là con quá giật. Đi nó chọi con quá giật. Chọi chị ba kìa. Chị ba là con quá giật kìa. Ừ, chọi chị ba. Ừ. Đau em. Nó chọi người ta được mà ta chọi nó mới đau em. Chơi kỳ gì? Chơi kỳ vậy? Nè, cảnh sát kìa. Cảnh sát hả? Cảnh sát đâu? Cảnh sát đó. Vậy đó hả? Mê lắm, lâu thiệt lâu em mới chở nó vô chỗ nhà banh. Cái khu này nhà banh mới, cả nhà này em chở bên qua tới bên xóm xóm nghèo á cả nhà. Xóm vắng chứ. Này là xóm vắng. Ở trong siêu thị gần xóm vắng nó mới mở cả nhà. Nó mới mở trò chơi mới nè, rồi bởi vì chơi em mới chở nó qua đi chơi. Rồi, lên đi chơi nhúng nhúng luôn. Nhảy rồi, nhảy tưng tưng rồi. Trời ơi. Ôi trời, nhảy dữ rồi kìa. Nhảy búng lên rồi, búng cong giò lên luôn rồi. Hốt rồi. Mẹ ơi, mẹ bạn đi hả mẹ? Bạn bận đồ á. Ăn đồ ăn trộm mà mẹ. Đồ ăn trộm đó hả? Đâu phải đâu.